những cái công ty, chắc con cũng biết là Long đang qua lại tình cảm với ai, đúng không? Dạ, chuyện này... Con đừng hiểu lầm, cô chỉ hỏi thăm vì tò mò thôi. Với lại muốn biết là bạn gái của con trai mình là sao thôi con. Hơn nữa, chuyện yêu đương của thanh niên thời nay, nó không giống như ngày xưa. Cô cũng không muốn can thiệp làm gì. Dạ, chuyện đó thì con... Thôi thôi, con không muốn nói thì thôi vậy. Sớm muộn gì thì cô cũng biết. Chủ yếu hôm nay gặp con để hỏi thăm thôi. À, hình như là hợp đồng lao động của con sắp hết hạn rồi, đúng không? Dạ, dạ thưa cô, con biết người sếp đang hẹn hò là ai ạ? Là ai? Dạ, là chị Khánh Dân, cùng bộ phận kinh doanh với con. Là Khánh Dân sao? Dạ. Nếu con làm chung với lại Khánh Dân, thì ít nhiều gì con cũng biết về thân thế và gia đình của Khánh Dân, đúng không? Dạ, thật sự là con cũng không biết rõ lắm. Con chỉ biết là chị ở dưới quê, rồi lên Sài Gòn học đại học, rồi lập nghiệp ở trên đây luôn. Chứ con chưa có nghe chị nhắc về gia đình của chị ấy bao giờ hết. Nhưng mà tuy sống tự lập, nhưng mà chị Dân rất là giỏi luôn đó cô. Làm việc hiệu quả, chưa bao giờ mắc sai lầm. Tính tình lại tốt nữa, cho nên là chị rất được đồng nghiệp yêu mến đó cô. Dạ, con chào cô. Dạ, cô uống gì để con gọi ạ? Ở đây có hồng trà ngon lắm cô. Khỏi, tôi đến đây không phải để uống hồng trà. Dạ, cô xin lỗi. Không biết là ngày hôm nay cô hẹn con có việc gì không cô? Sao rồi, cái chuyện hợp đồng với vị khách kia, giờ cô tính làm sao? Chứ người ta tuyên bố là không ký rồi đó. Tôi đã dặn cô kỹ càng rồi, đó là khách hàng quan trọng của công ty. Dạ, con sẽ suy nghĩ cách để xin lỗi và giải quyết chuyện này. Cô đừng có lo ạ. Cái gì? Biểu tôi đừng có lo hả? Làm sao mà biểu tôi không lo được chứ? Rồi bây giờ sao? Cô cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ? Mà thôi đi, chờ cô suy nghĩ xong đó hả, là đổ xong đổ bể hết rồi. Tôi thấy á, là cô nên coi lại cái năng lực và cái khả năng xử cô đi. Vì cô á, mà giám đốc cho thằng Long á, phải mất hình tượng đó. Dạ, con xin lỗi. Cô chỉ biết nói lời xin lỗi thôi à. Mà thôi, dù gì á, cô cũng là nhân viên, thì không thể nào ép cô phải hết mình vì công ty được. Cũng may là cô ở địa vị này đó. Chứ nếu như cô ở địa vị khác, chẳng hạn như vợ của vị giám đốc nào đó, thì tôi dám chắc là công danh sự nghiệp của vị giám đốc đó tiêu vì cô đó. Cô có thể cho con một cơ hội để thay đổi cục diện được không ạ? Thôi khỏi, có cố gắng cách mấy á, thì cũng không thay đổi được gì. Nhất là xuất thân của mỗi người. Cô... Anh chị ăn cơm. Sẵn đây, hai con ngồi xuống ăn cơm luôn đi. Ba, ba về uống bằng cơm đi. Hai vợ chồng con có việc phải ra ngoài. Dạ, thưa ba con đi. Đi ăn. Chắc là muốn đi ăn nhà hàng hay là đòi về nhà ba mẹ ăn chứ gì. Lâu lâu ba chồng mới lên, vậy mà không để cho chồng ở nhà ăn cơm với ba nữa. Ý em là sao? Bỗng nói sai hả? Chứ anh chị tính đi đâu? Chị đi đâu chị phải báo cáo cho em hả? Em là em của chị hay là anh của chị? Chị có đi ăn nhà hàng thì sao? Mà về nhà mẹ của chị thì sao? Ảnh hưởng gì tới em? Con thiệt là ham hồ à. Xin lỗi chị hai con liền. Nhưng mà con đâu nói sai đâu ba. Còn cãi ba nữa hả? Anh chị con có công chuyện ra ngoài mắc mớ gì liên quan đến con? Xin lỗi đi. Xin lỗi. Nói lớn lên. Xin lỗi chị hai. Sau này chị hai đi đâu làm gì á, em sẽ không hỏi nữa. Thưa ba con đi. Ba, tự nhiên ba la con. Rõ ràng là anh chị hai sai mà. Không ăn bữa cơm có sao đâu. Nói bậy nói bạ như vậy coi chừng anh chị con giận nhau đó. Ba cưới dâu mà làm như gã con gái không bằng. Đụng tới cái gì ba cũng sợ phật lòng hết. Thì con ở nhờ nhà anh chị con, con phải biết thân biết phận mình.
con đã làm phiền anh chị con rồi. Anh chị con chưa nói cái gì hết mà ngày nào ba cũng thấy con tới lia cái miệng à. Tại anh hai muốn con ở đây chứ bộ. Con đâu có thèm. Nói gì mà nó cũng không hiểu được. Dạ đồ ăn đầy đủ rồi, con mời bà chủ, mời cô, mời cậu. Ăn đi hai đứa. Hôm nay mẹ có xào món mực sa tế mà con thích ăn nhất nè. Sao vậy? Ai chọc giận con nữa hả? Sao? Chuyện gì? Mẹ hỏi anh Vũ á. Hai đứa quay đang rồi, ba con ở nhà có nói gì không? Dạ không đâu mẹ. Ở nhà có thằng An ăn cơm với ba con rồi. Ba con không nói gì hết mẹ. Thật là ngại quá. Đáng lẽ anh xui lên, mẹ phải để cho hai đứa ở nhà ăn cơm với ba. Nhưng mà con cũng biết, con qua nó không thích chỗ đông người, với lại nó cũng không khéo làm vừa lòng người lớn tuổi. Dạ không sao đâu mẹ, ba con cũng không có trách con cái mấy chuyện như vậy đâu. Vậy thì tốt. Hay là con để cho con qua ở lại đây với mẹ ít bữa nha. Để khi nào ba con về quê rồi, con rước vợ con về bệnh, con cũng tiện chăm sóc cho ba con. Mẹ, thật ra lần này con tính giữ ba con ở lại. Ba con ở dưới quê một mình, không ai chăm sóc. Tính ba con thì tham công tiếc việc, con sợ ba con lại đổ bệnh. Vả lại ba anh em tụi con đều đi làm ở trên này hết, cũng tới lúc phải rước ba lên trên này để chăm sóc. Chuyện này con thấy sao quá. Con có nói với ảnh rồi, ở chung sẽ có nhiều bất tiện lắm. Nhưng mà ảnh quyết vậy rồi, con biết phải làm sao. Con đã lấy chồng rồi thì phải theo chồng, làm tròn bổn phận làm dâu làm con. Đó là chuyện hiển nhiên. Thời gian đầu có thể là con không quen, nhưng mà dần dần rồi con sẽ quen thôi. Nhiều người còn phải ở chung đụng với ông bà nữa kìa. Con được cưng chiều quen rồi, nhưng mà lần này á, mẹ không chiều con được. Dạ. Cả nhà mình ăn cơm đi. Ăn đi Vũ. Con mời mẹ ăn cơm. Ăn đi em. Em. Cảm ơn anh. Công việc của con sao rồi? Dạ, con đang tìm chỗ mới á ba. Nếu mà con khó khăn quá thì về quê tìm việc ổn định trước đi con. Thôi, chú quê đâu có gì con muốn làm. Vậy con muốn làm việc gì? Con cũng không biết nữa, con đang tìm. Con không biết mình tìm cái gì thì làm sao mà con tìm được. Bây giờ á, cứ kiếm công việc ổn định mình làm trước đi. Có đồng ra đồng vô, rồi từ từ mình tính tiếp. Về quê á, sao kiếm được việc khác hả ba? Ở thành phố này còn không ăn thua gì. Ở dưới quê thiếu gì việc, công ty xí nghiệp người ta mở đầy dưới kìa. Con không muốn làm cá với ba thì con vô trong đó con làm, lãnh lương tháng cũng được. Tự nhiên ba kêu con vô mấy công ty đó làm, còn con biết làm gì trong đó. Con thích kinh doanh mà. Con cứ mơ mộng ba cái thứ diễn dông đó hoài. Ba với con bất đồng quan điểm. Con nói ba cũng không hiểu đâu. Hoa. Hoa. Cái gì vậy? Ba đi mà. Cái gì vậy ba? Sao nước đổ tùm lum vậy? Có chuyện gì vậy em? Ba, 4 giờ sáng ba không ngủ, tự nhiên ba đứng thù lù ở đây. Em giật mình đổ nước tùm lum rồi nè. Sao ba không ngủ, ba xuống đây làm gì? Ở dưới quê ba thức sớm lắm, lên đây á lạ chỗ không quen ba không ngủ được. Ba dậy lúc 3 giờ sáng á, ba định mở cửa ra ngoài mà không biết cách mở cửa. Mà giờ này ba ra ngoài làm gì?
Ba định đi ra ngoài một chút cho nó khuây khỏa. Rồi sẵn ba mua cái gì á, về nấu đồ ăn sáng để cho tụi con dậy có cái mà ăn. Trời ơi ba ơi, ba đi mua chi cho nó cực. Ở đây ba muốn ăn á thì ba đặt người ta đem tới tận nơi. Còn không ba ra trước nhà kìa, đồ ăn đầy ra đó. Ý, ở ngoài người ta nấu đồ ăn không có vệ sinh đâu con. Thôi con ra mở cửa cho ba đi, để cho ba đi mua cái gì về nấu đi. Con rước ba lên đây á là để nghỉ ngơi, để tận hưởng, để con có thể báo hiếu cho ba. Mọi thứ ở nhà đã có đầy đủ hết, ba làm như vậy chỉ mệt ba thêm. Đúng rồi đó ba. Thôi ba đi ngủ đi ba. Bây giờ ba đi ra ngoài đường, lỡ có chuyện gì còn mệt hơn nữa đó. Ba lên nghỉ ngơi đi ba. Anh thấy chưa, ba cứ ở đây vậy hoài, sao em sống nổi? Thôi mà em, ba lớn tuổi rồi, với lại ba quen sống dưới quê nên ba dậy sớm lắm. Mệt quá, dậy sớm cứ ngồi thù lù ở đây vậy hả? Có ngày em giật mình, em chết sớm cho anh coi. Thôi, anh biết rồi. Có gì để trời sáng anh nói chuyện với ba nha. Mệt quá, anh muốn làm gì anh làm. Em đi ngủ đây. Nè. Dạ, cảm ơn ba. Ừ. Trời ơi, đúng thơm luôn á ba. Ngon thì phải ăn nhiều vô đó nghe. Dạ. Nay ba nấu nhiều lắm. Cái vị của ba nấu đúng là siêu phẩm luôn á. Con cam đoan với ba, ở trên thành phố này không ai nấu ngon bằng ba đâu. Con chào ba. Ủa, vợ con đâu? Sao không kêu nó xuống ăn sáng luôn? Dạ, tối qua vợ con ngủ không đủ giấc, sáng nay dậy trễ tí xíu. Không sao đâu ba, lúc nào vợ con dậy á thì Loan chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ con sao. Ờ, vậy ngồi xuống đó đi, ba múc đồ ăn cho. Dạ. Nè, ăn đi. Cảm ơn ba. Ừ, đưa đây, ba lấy cho. Cảm ơn ba. Cái thằng lớn rồi, ly nước cũng không tự lấy, để ba chăm sóc từng chút à. Trời, anh hai nói em, anh hai cũng vậy chứ bộ. Nói là cãi. Nè. Nhận cảm ơn ba. Ừ. Ủa, sao ba không ăn? Thôi, ba ăn lúc nào lại không được, cứ lo ăn đi, còn đi làm nữa. Thôi, để con làm cho ba. Thôi, ngồi xuống đi, ăn đi. Nè, nếu mà ăn không đủ á, nói ba múc thêm cho. Ừ. Tô này ba múc còn quá trời, con ăn tới chiều vẫn còn no. Nè, hay là kêu vợ con xuống ăn luôn đi, để không thôi nó ăn trễ, nó bỏ luôn bữa ăn trưa đó. Dạ, vợ con. Ba đúng là lo hổng đâu. Cho dù chị có thích ăn đi chăng nữa, chị cũng không bao giờ xuống ăn chung với mình đâu. Út, em không được nói chị hai như vậy. Dạ. Lo ăn đi, nói nhiều quá. Ừ, bình thường dưới quê á, có bao giờ ba la con đâu. Lên thành phố có anh hai á, cái ba la con à. Ba đúng là có trăng quanh đèn. Ừ. Ba chỉ đến bên con lúc buồn, còn những ngày vui. Thôi, ngưng, đừng hát nữa. Anh hai bay nó ối hết bây giờ. Lo ăn đi. Ba. Ừ? Bữa nay con sắp xếp được công việc, con sẽ đưa ba đi dạo thành phố nha. Vậy hả? Được đi chơi với con là ba vui lắm rồi đó. Cảm ơn con nha. Ghê. Đưa ba đi chơi đồ. Hả? Ba đi chơi nhưng mang theo dù nha ba. Gì vậy? Con sợ trời mưa đổ bất chợt lắm. Hiếm khi mà con thấy anh hai có thời gian dành cho ba lắm. Ba cứ chơi thoải mái nha ba. Lo ăn đi, mà nói nhiều quá. Nữa, la nữa. Thôi được rồi ba ơi, ba đừng có nói chuyện với nó. Nói chuyện với nó có nước tới tối á. Mà ba nè. Ừ? Bữa nay á là đi chơi nhiều nơi, khi nào ba mệt á mới về đó nha. Mà con có quẩn thiệt không? Nếu mà bận quá thì để bữa khác cũng được, chứ không thôi á mất công ảnh hưởng công việc của con á. Ba yên tâm đi, con đã nói không bận là không bận. Thôi vậy cảm ơn con nha. Dạ.
là đất chật người đông. Bao nhiêu người đổ về đây để lập nghiệp, mong được đổi đời. Mà đâu phải ai cũng thành công đâu. Cũng may con là đứa giỏi cho nên mới thành công ở đây. Con là đứa mà bà yên tâm nhất. Con vừa có công việc ổn định, vừa có gia đình hạnh phúc. Chắc mấy bữa nay bà buồn vợ chồng con lắm phải không ba? Có gì đâu mà buồn. Sao con lại nói vậy? Thật ra vợ con, cô rất tốt tính. Chẳng qua được nuông chiều từ nhỏ nên đôi khi sẽ cư xử không phải. Nếu như chuyện không đúng ý của ai, với lại chuyện trong quá khứ cũng ít nhiều ảnh hưởng tới hiện tại. Vì vậy cô ấy mới cư xử không phải. Ba thông cảm bỏ qua nha ba. Ba có nghĩ gì đâu. Ba cũng biết tính con bé đó, ba cũng hiểu, cho nên ba đâu có để bụng. Mà ba nhắc nhở con nè, dù có chuyện gì xảy ra, con á cũng phải đối xử tốt với vợ con á, biết chưa? Dạ, con cảm ơn ba đã hiểu cho vợ con. Alo. Anh biết rồi. Ba, con có việc phải đi gấp. Hay con để ba xuống công viên đi bộ vài vòng, coi như tập thể dục, rồi lát nữa xong việc con quay lại đón ba được không ba? Ừ, con cứ lo công việc của con đi, đừng bận tâm. Dạ. Xong việc con quay lại đón ba sau nha. Ừ, thôi, con đi lo công việc của con đi. Dạ. Dọn cơm ăn đi em. Dạ. Ủa, anh đây rồi ba đâu? Hả? Ba đâu? Ba đâu là anh chở ba đi, sao anh hỏi em? Chết cha, anh quên ba rồi. Trời ơi, quên là quên sao? Anh đừng nói với em là anh chở ba đi, anh làm rớt ba rồi anh quên lụm nha. Anh đi xe hơi mà. Em nói tào lao quá. Anh chở ba đi chơi xong cái lúc đó anh có công việc, anh nói ba xuống công viên đi dạo vài vòng đi, rồi xong anh quay lại đón. Cuối cùng anh quên luôn. Trời ơi. Để anh gọi cho ba. Gọi cái gì nữa? Đi ra đó anh đón bà đi. Thiệt tình, chán ông này ghê. Ba mà cũng quên nữa. Ba ơi ba. Ba. Ba ơi. Thế mày à, dạ em biết rồi. Con hiểu mấy đứa con của chú Bảy luôn. Chú Bảy bày đặt kêu chú lên báo hiếu bù đắp, rồi dẫn đi công viên chơi đồ, xong rồi dẫn ngoài bỏ chú cục bơ cục bất,
xong rồi quên luôn. Con nói thiệt chú á, sợ chú buồn á, chú lo lắng. Chứ thôi con khỏi gọi tụi nó, để tụi nó có nhớ không. Chắc là cá lóc nó bận quá. Chú ghé con chơi chút xíu rồi lát chú tự về được mà. Con biết là chú thương tụi nó, cái gì chú cũng binh tụi nó, nhưng cái chuyện này sao binh được chú. Ba, con xin lỗi ba. Con lu bu công việc rồi con quên đón ba luôn. Tao không hiểu sao mày làm vậy được luôn á cá lóc. Mày coi ổng á giống như món đồ vậy á, mà món đồ này á không có quan trọng, cho nên á mày muốn bỏ mày bỏ à. Chứ phải á, ổng là món đồ quan trọng á, giống như cái điện thoại cái ví á. Mày có bỏ ngoài công viên không? Từ ngày mai con sẽ sắp xếp lại công việc để dành thời gian cho ba nhiều hơn. Con sẽ đưa ba đi chơi, đưa ba đi ăn những món mà ba muốn. Làm gì có ngày mai hả? Có ngày mai không? Hay là mày nói suông? Mày lúc nào cũng công việc á. Công việc rất là quan trọng đối với mày, cho nên á ba mày đâu quan trọng đâu. Bây giờ mày coi ba mày á giống như đối tác đi. Mày dành một ngày mày sắp xếp cho ổng, mày dẫn ổng đi ăn, đi uống, đi chơi. Mày thử làm vậy coi. Chứ mày hứa hoài à, mày làm không được á thì thôi để tao làm cho. Chú Bảy á, qua ở với con đi. Có gì á con lo cho chú Bảy giống như ba con vậy á. Anh thấy mày vậy sao được? Sao không được? Không lẽ mày dẫn ổng ra công viên mày bỏ ổng là được hả? Thôi mà thế mày, chú lên đây á là để cho tụi nó vui vẻ, chú cũng muốn vậy mà. Qua bên đây ở sao được? Chú muốn tụi nó vui vẻ rồi chú ôm chú buồn một mình hả? Không ấy á, chú về quê luôn đi. Chứ chú ở đây á, tụi nó làm vậy á con chịu không được, con chướng tay gai mắt lắm. Em sai rồi ba, con biết lỗi của con rồi. Ba đừng có giận con nha ba. Ba không có giận con đâu. Tụi con á có cái suy nghĩ lo cho ba như vậy á là ba vui lắm rồi. Mày nghe con mày biết được không hả? Mày làm người phải biết suy nghĩ chứ, cứ làm món quần hoài à. Tao ngắt đầu tụi bay á nha, đây là lần cuối á. Tao nói là tao làm á chứ tao không có giỡn. Thấy thằng Vũ bận bịu quên cả ăn uống mà mình xót quá. Đã vậy nó còn phải lo cho mình nữa. Trước đây bà nói có ba đứa con, lúc về già tôi sẽ đỡ cô đơn. Bây giờ tụi nó cũng chăm bẩm lo lắng cho tôi ở nhà cao cửa rộng, mà sao tôi thấy cô đơn dữ gì nè. Phải như bà không mất sớm thì tôi với bà còn dựa nhau mà sống, để tụi nó khỏi lo. Ba, 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 ba ở trên này làm tụi con tìm ba ở dưới phòng không thấy. Con xin lỗi ba vì chuyện lúc chiều con bỏ quên ba ở công viên. Con thấy có lỗi với ba quá. À, anh hai biết lỗi rồi, ba đừng có giận nữa nghe. Kể từ bây giờ tụi con sẽ phân công chăm sóc cho ba. Tụi con đứa nào cũng bận bịu công việc hết, ba tự lo được mà, không sao đâu. Từ nay bận cách mấy đi nữa tụi con cũng sẽ sắp xếp được. Ba ở trên thành phố này á chưa có quen biết ai, nên tụi con sẽ chia nhau ra để ở bên cạnh ba, đưa ba đi chơi cho đỡ buồn. Dạ, dạ đúng rồi đó ba. Ba là ưu tiên số 1 mà. Thiệt luôn đó hả? Dạ thiệt. Con mà nói xạo á, con về quê con sống với ba luôn. Tổ cha bay, sống ở dưới quê có thua gì trên này đâu. Mà sao đám trẻ tụi bay cứ sợ về dưới sống vậy? Không phải là con sợ, mà là con không thích. Thời của ba khác, thời của con khác, sao so sánh gì được ba. Nè, vô chuyện chính đi. Ba mà nói chuyện với nó có nước tới sáng. Ba cũng đang cố gắng hòa nhập nè, mà sao thấy khó quá. Cái gì trên thành phố này cũng khác ở dưới quê mình hết trơn á. Mà ba già rồi, làm sao ba nhanh nhạy như mấy đứa con. Ba không thích nghi liền được. Ba, không sao đâu ba, từ từ ba cũng thích nghi được thôi. Ba biết không, lúc tụi con mới lên đây á, tụi con cũng đâu có thích nghi được đâu. Với lại tụi con cũng có kế hoạch để giúp ba sớm thích nghi với cuộc sống ở trên này. Đúng rồi đó ba. Vài bữa nữa ba quen rồi,
ba trở thành người xì phố. Bà về quê, dì Tám không nhận ra ba luôn. Ừ. Tụi cha bay, đau. Giỏi nịnh lắm. Nói chung á là tụi con sẽ dành nhiều thời gian để ở bên cạnh ba hơn. Dạ ba, kế hoạch là vậy. Kể từ ngày mai, mỗi buổi sáng á, con sẽ đưa ba đi tập thể dục. Ra ngoài công viên đánh cờ, ba chịu không? Cái này nghe được nè. Ở dưới quê á, ba cứ rảnh rỗi á, ba với mấy ông hàng xóm ngồi đánh cờ với nhau. Tự nhiên con nhắc cái giờ thấy tai nó ngứa ngáy à. Còn con sẽ cố gắng sắp xếp công việc để buổi tối về ăn cơm cùng với ba. Trời ơi, không có cần bữa nào cũng phải ăn chung với ba đâu. Bữa nào mà con có công việc á, con cứ nói ba một tiếng, có gì đâu ha. Dạ. Ba, nếu mà anh hai bận quá thì con ăn cơm với ba. Bữa giờ con cũng bận lu bu việc của con, con bỏ bê ba chút. Nhưng mà con hứa, từ đây về sau sẽ không có chuyện đó xảy ra. Đảm bảo với ba, ba không bao giờ ăn cơm một mình luôn. Ấy, trời, thôi, đừng có bóp nữa. Cái vai ba đang lành, mày bóp hồi trật vai luôn á. À ba, ở trên này á, ba mà thèm ăn gì thì cứ nói với bé Loan giúp gì một tiếng để nó nấu cho ba. Còn ba có cần gì á thì cứ nói trực tiếp với thằng An. Dạ, để tụi con chăm sóc ba nha. Ừ, chăm sóc đi. Anh hai, anh nhịn hoài, bóp chân cho ba đi. Nhột, đã nói nhột mà. Thôi, thôi bay, nhột, trời ơi nhột. Anh gọi em có việc gì không? Chơi gần của em đi, đúng yêu cầu của em luôn đó. Cảm ơn anh. Sao? Sống lại rồi. Đúng là trà của người yêu em pha có khác nha. Pha kiểu này là mở tiệm luôn được rồi đó. Tiệm này phục vụ một khách duy nhất thôi. Là em đó. Nhưng mà trà thì em cũng đã uống rồi. Anh gọi em vô đây có chuyện gì không? Tại vì em cũng hơi bận chút. Tối qua mất ngủ hả? Mắt thâm quầng hết trơn vậy? Thiệt hả? Hôm nay em trang điểm kỹ lắm rồi mà nhìn vẫn còn thấy hả? Ừ. Mà anh, em biết á là anh là người có tính thẳng thắn, nhưng mà anh có cần thật thà như vậy ngay lúc này không vậy? Thấy chưa, cuối cùng cũng chịu cười được kìa. Nói anh nghe đi, em còn buồn chuyện ông Thái hả? Không, tại vì em có nhiều việc phải giải quyết quá, cho nên là hôm qua em ngủ hơi trễ. Thiệt tình là em cũng đang lo, nếu như mà không ký được hợp đồng á thì sẽ ảnh hưởng tới công ty lắm. Không sao đâu, xong hết rồi đừng lo gì hết. Em coi đi. Đúng là ký rồi nè, còn có mọc đầy đủ nữa. Đầy đủ sao không? Mẹ của anh mà, không có việc gì mà không xử lý được hết á. Ủa em sao vậy? Phải vui chứ. Bộ nói gì sai hả? Em sao vậy? Có chuyện gì hả? Hợp đồng ký được rồi, em phải mừng. Tôi không ăn được dáng nào luôn. Ông Bảy hả? Ông lên đây chơi với mấy đứa con vậy chứ ông ở nhà đứa nào vậy? Tôi ở nhà thằng con trai lớn, nó có gia đình rồi mà hai vợ chồng nó đi làm suốt ngày à, không có nhà.
Ủa, tụi nhỏ làm gì mà bận rộn dữ vậy? Thì làm công ăn lương bình thường thôi. Công việc của tụi nó thì nó cũng có giải thích cho tôi nghe. Tôi nghe hồi xong tôi không hiểu gì hết trơn. Đúng rồi đó, cũng giống như mấy đứa con của tôi. Nó đi làm suốt ngày hả? Rồi thức đêm, thức hôm. Tôi cũng chẳng hiểu nó làm cái gì nữa. Trời đất ơi, chuyển qua tâm sự luôn rồi. Không biết khi nào mới được về nữa. Bởi vậy mới nói ha, hai thế hệ nói chuyện không ai hiểu ai, cho nên ít nói chuyện. Chỉ có tụi mình nè, bạn già với nhau thì hẹn nhau nói chuyện cho đỡ buồn. Út ơi, dạ, về con. Ủa vậy hả ba? Út tôi đó. Hả? Tôi lên đây tôi đi chơi chung với nó đó. Hay ha, hai thế hệ mà đi chơi chung với nhau. Chứ mấy đứa con tôi á, không đứa nào mà chịu đi chơi chung với tôi hết trơn. Trời ơi, con có muốn đi chơi với ba con đâu. Con bị ép chứ bộ. Hả? Ừ? Vậy là sao? À, không phải. Ý con á là con đi chơi với ba con, xong sau đó con ép ba con đi chơi game với con. Hả? Ừ. Chơi game hả? Trời ơi, tụi mà chơi game cái gì? Tụi nó lên lịch cho tôi vậy đó. Nó chơi game mình nó thôi, chứ tôi biết game ghét gì mà chơi. Thôi tôi về trước nha. Anh về. Dạ anh chào hai bác cũng về. Để đi con. Chắc là đi chơi game. Ba. Vui. Không hiểu nổi. Alo, tới chưa? Tới nè. Tới rồi mà sao tôi không thấy ông đâu hết vậy? Trời, tôi đang đứng ở đây luôn nè. Tôi đã nói là tôi ngồi ngay cái gốc cây chỗ ngã ba nè. Thì tôi cũng đang đứng ngay ngã ba nè. Ê, đây nè, đây nè. Phía sau, phía sau. Ê. Trời ơi. Trời ơi, sao lâu vậy? Lâu gì mà lâu, người ta kia cái đứng bến xe đợi đi. Đi ở đây làm gì? Bến xe đông người phức tạp, toàn là giang hồ không à. Hồi nãy có cái ông đó nha, ông cởi trần, ông xăm con trùng hả? Từ bên đây nào quá, tới bên đây luôn nè. Trời ơi, cái đó con rắn với con trùng gì bà? Tôi không cần biết là rắn hay trùng, nhưng mà ông cũng biết rồi đó. Ở dưới quê tôi cũng dữ lắm, mà nhìn ổng tôi còn nhùng nên mới ra đây đứng nè. Mà ổng cứ hả, ổng nhìn tôi rồi ổng liếc ổng đá mắt tôi nữa. Ghê vậy? Thiệt. Ê, vậy là ổng mê bà đó. Sao ổng kêu ổng trở về luôn đi. Tôi đưa địa chỉ rồi mà. Tôi đẹp, tôi đâu có khùng. Lần đầu tiên lên thành phố tự nhiên kêu người lạ trở về nhà. Mà tôi gửi địa chỉ rồi mà. Không biết thì gọi chứ mất gì quạo vậy? Quạo sống quạo. Tôi chạy vòng vòng nãy giờ tôi kiếm đó. Bà đưa địa chỉ ở đâu? Địa chỉ đây nè. Ngay địa chỉ bên kia đúng không? Hả? Địa chỉ bên kia cái đường khác, bên đây cái đường khác bà nội. Trời ơi, làm chạy vòng vòng kiếm muốn chết luôn à. Gì phức tạp chứ trời. Ở dưới quê đơn giản lắm. Khu Gò Mã, Sông Kinh, ai cũng biết trơn á. Tay gì mà địa chỉ tùm lum tà lá chứ vậy? Hay là ông kiếm đường không được rồi ông quạo tôi? Dạ bà, ở quê nó khác, trên thành phố nó khác ha. Ở dưới quê dám hành tôi à. Lên thành phố tôi tìm cách hành hạ lại trả thù. Ủa, mặt quạo vậy? Bộ giỡn tôi hả? Nó có. Tính tôi đó giờ nó vậy mà. Đây đưa đồ đây. Tôi giỏ đây. Tôi đeo cho. Bà đeo cái này nguy hiểm lắm. Đợi nón vô. Lên đây phải đội nón bảo hiểm để chắc ăn. Mời. Thôi, say nắng tôi ở gì? Sao mà chịu nổi với nhan sắc chất lượng này mà? À, say nắng thiệt. Mà say nắng trời á, chứ ông không có cái gì để say nắng hết á. Bớt ảo tưởng đi. Lên xe. Sắp tới có quán trà sữa ngon bá chiếc bỏ chén luôn. Bà muốn thử không? Tôi mua cho. Không. Cái món gì mà có bỏ cháy bỏ chén thấy ghê rồi. Tôi không có uống đâu. Trời ơi, bà có phải con gái không vậy? Phải chứ.
con gái là người ta thích uống trà sữa lắm á. Nói chung á, ở dưới quê tôi một là uống trà, hai là uống sữa, chứ không ai uống trà sữa gì hết. Ở dưới quê khác, ở trên đây khác. Ở trên đây là người ta gộp hai thứ lại thành trà sữa, có chân trâu ngon lắm. Đã trà sữa rồi mà còn cái gì trâu trâu nữa, tôi muốn. Thôi uống nước quen nha. Nước gì? Nước dừa. Trời, cắn uống nước dừa chứ bệnh nữa. Nước cam được không? Được á, uống nước cam. Ê, cho nước cam nha. Ừ. Ok, đi. Xuống, 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 xuống. Cái gì vậy? Nè, giữ giữ, giữ cái này đi. Đứng đây nghe. Thôi ngồi kia cũng được. Tôi đi mua nước cam, tôi về. Ê, sao chở tôi theo, tự nhiên bỏ tôi ở đây vậy? Ê, ông này. Tôi không phải ăn cướp. Sao anh biết là tôi tên Duyên? Tôi là bạn An nè. An nào? Ai tôi đây chị vậy? Không có ai ăn cướp mà nói mình ăn cướp trơn á. Giật giỏ tôi mà nó không phải ăn cướp. Kêu công an đi. Khoan, hãy báo công an chị để dần cho nó mấy cái trước đã. An, cứu tao An ơi. Ăn cướp mà còn cứu nữa hả mày? Cứu tao. An, qua cứu tao. Mày có cái gì nữa? Cứu tao mau lên. Mày, cứu tao An. Ăn cướp rồi mày. Ăn cướp rồi mày. Ăn cướp. Dừng lại An. Giật đồ hay là gì vậy? Chết mày. Sao anh biết tên tôi? Tôi đã nói rồi, tôi là bạn của thằng An. Là nó nhờ tôi. Nếm mày. Sao mày? Anh bu ra coi. Đưa các bạn. Trời ơi. Anh nói tiếp đi. Ba của nó là ông bãi cá kho. Còn anh hai nó là Vũ. Ở nhà tên là Cá Lóc. Chị ba của nó tên là Dân. Ở nhà tên là Cá Rô. Còn nó là thằng An. Ở nhà tên là Cá Bóng. Vậy có đủ là quen chưa? Người quen. Dạ mấy anh ơi, mấy anh. Người quen của em, để tụi em tự giải quyết nha. Dạ em cảm ơn. Dạ cảm ơn. Trời, cảm ơn mọi trời người. Trời ơi, là nãy giờ đánh tôi đi mẹ. Nè, anh mặt nó làm sao? Ừ thì tại dưới quê ba tôi nổi tiếng quá mà, nó đọc báo thì nó biết gia đình tôi thôi. Mày sao đi lên công an mày. Trời ơi, tao lại mày An. Mày nghĩ sao vậy An? Mày kêu tao giúp mày giả làm ăn cướp giật đồ, thậm chí là hôn cổ để trả thù cho mày. Bây giờ mày nói tao là ăn cướp thiệt hả An? Hôn tôi để trả thù hả? Hôn mẹ, hôn mẹ. Ông vậy đó hả? Bình tĩnh đi, tôi mới nói vậy thôi, chứ để nó hôn thiệt Duyên đâu mà sợ. Mắc gì vậy? Mắc gì làm vậy? Tôi thù quán gì sao? Thì ai biểu dưới quê Duyên hành hạ tôi làm chi? Thì có dịp bên thành phố tôi hành hạ lại thôi, có gì đâu. Ba tôi nói á, thành phố phức tạp lắm, mà chỉ có ông phức tạp thôi, chứ không có thành phố nào phức tạp hết á. Phức tạp gì mà phức tạp? Có thù phải trả ở gì đâu phức tạp. Là đàn ông giữ chưa? Là quân tử giữ chưa? Hả? Ừ, giữ rồi đó. Vậy đó ha, đàn ông giữ hả? Tôi lại mấy cha mấy mẹ, làm ơn đưa con vô bệnh viện giùm cái đi. Tay chân của con á nó rụng rời hết rồi nè. Vô trọng rồi á, mấy cha mấy mẹ muốn cãi gì đó thì cãi. Giả bộ mình la lớn hả? Đau thiệt đó ông nội. Thiệt hả? Đi đi bệnh viện. Mày ái với tao quá anh. Đừng nói nữa, lỗ hết luôn rồi kìa. Liếc tôi kìa. Đây. Hấp dẫn chưa? Hôm nay á, tôi đãi hai anh cái món mà gia truyền của gia đình tôi ba đời đó nha. Ngon lắm. Tôi nói món cá bóng mà kho tổ không vậy nha, là tôi bao ngon luôn. Nhìn cá nó mềm, nó thấm gia vị, ăn cơm bắt lắm. Vậy thì bây giờ phải ăn nhiều lên nha. Rồi. Mời anh. Mời anh.
Cảm ơn anh. Đó. Tôi công nhận nha, ông Bảy nấu ngon quá. Mà sao không nấu bán uổng quá vậy? Ở dưới quê tôi cũng có bán, mà ở trên này á không biết người ta có thích cái món này hay không. Thích chứ sao không thích. Trời, tôi đi ăn nhiều chỗ rồi đó, chỉ có anh nấu là ngon nhất. Vậy tôi suy nghĩ coi ha, nếu bán được biết đâu tôi vừa có việc làm kiếm thêm thu nhập mà lại đỡ buồn nữa. Ở nhà riết tù túng quá. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó, ông Bảy nói đúng rồi đó. Còn thiệt á ha, cái này ăn với canh chua là khỏi nói. Chị, sao nhà đông vậy? Dạ, bác Bảy mời bạn về nhà ăn cơm. Lại là cái bóng kho nữa hả? Dạ. Nè, thêm đi. Cảm ơn ông. Ủa, sao về sớm vậy con? À, hôm nay ba mời hai người bạn của ba tới ăn cơm. Đây là Hoa, con dâu của tôi đó. Chào con. Chào con. Sao bà lại nấu cá kho trong nhà nữa? Con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi, là ba có nấu gì cũng được, nhưng đừng có nấu cá kho và ăn trong cái nhà này. Con nói gì kỳ vậy Hoa? Con xin phép. Thôi xin phép anh tôi về. Tôi cũng vậy nha, tôi xin phép ông tôi về trước nha. Để hai anh chứng kiến cái cảnh này thiệt tôi ái ngại hết sức. Thôi không có gì đâu. Thôi về nha. Dạ, đừng không mở cửa.